19 thiên, ngày thứ 19. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. Hãy nghe và nhắc lại. Hảo, y yán wéi dìng. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào wǒ a de jiǔ hǎo. Đâu có. Nǎ lǐ. Ở hội quán Tam Thế. Zài sān shì huì quán. Dạy mình. Giao wǒ. Đương nhiên có thể. Dāng rán kě yǐ à. Học tập lẫn nhau. Hǔ xiāng xuě xí.